A Di Đà Phật. Chốt là quy nguyện rằng đệ tử Đức mong nhờ đúc huệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say một phút tôi lành xa. Sớm tịnh trì trong quỷ tà, dõi gót theo thầy nương Phật cần, vui dày xem hồi hồi long Nam Mô A Di Đà Phật.